Ôi chà, thì cuối cùng là một đám tỷ phú của đảng Cộng Hòa, trong đó North Brother, một cái nhân vật tiếp theo là Murdoch, ông chủ của chương trình Fox News đang thúc đẩy ông Ron DeSantis. Tôi nói rồi, ông Ron, ông bị uống nước đường bởi cái đám này, nó tưởng tượng nó sẽ đưa ông đến sự vinh quang, nhưng mà trên thực tế nó đang đạp ông xuống địa ngục mà ông không hề hay. Ông Murdoch mất cái niềm tin vào khả năng đánh bại Trump của Ron DeSantis. Ông trùm truyền thông Murdoch, người đã củng cố cái hồ sơ quốc gia của DeSantis thông qua chương trình của Fox News. Các hãng khác mà ông gia đình sở hữu được cho là mất niềm tin vào khả năng của DeSantis đánh bại ông Trump trong một cuộc sơ bộ của đảng Cộng Hòa 2024. Nó đang đạp xuống địa ngục, nó đang trong nước đường, mà những chính trị gia mà giữ nước đường như ông không xứng đáng tranh cử cho 2028 là bởi vì ông không có cái gut và sự suy nghĩ. Ông đã hành động rất là bỉ ổi khi thực sự đã phản bội lại. Tôi sử dụng từ phản bội về chính trị, nó không còn đạo đức về chính trị. Cử tri của ông Trump đang háo hức cho 2024 để đánh một trận chiến nữa. Và trong khi đó ông lại ngán chân cái trận chiến này. Kẻ phản bội về chính trị. Một người trong chương trình của Fox News nói tờ báo Rolling Stone rằng Murdoch và con trai của ông ta là những người giao dịch và có thể đánh hơi thấy kẻ thua cuộc cách xa dầm. Theo nguồn tin của Fox News nói với hãng tin này, đang lo lắng có thể đang hiểu được là Murdoch dù sao chúng ta cũng mắc kẹt giữa ông Trump. DeSantis đã hoạt động kém hiệu quả, bất kỳ ai cũng có thể thấy điều đó. And Murdoch họ đang thấy điều đó. Rosenstein đã nói chuyện với hai cá nhân từng nói chuyện với gia đình của Murdoch. Ba nguồn tin có uy tín tại Fox News và ba người khác được thông báo tóm tắt về tình hình. Tất cả đều nói với điều kiện giấu tên để tiết lộ nội dung cuộc thảo luận riêng tư. Cái mối quan tâm ngày càng tăng khi Murdoch và chiến dịch của DeSantis đã thể hiện rõ ràng trong bài báo gần đây của Fox News và các bài báo cáo biên tập từ New York Post, một tờ báo thuộc sở hữu của gia đình Murdoch. Theo các nguồn tin của Rolling Stone, áp lực gia tăng đối với DeSantis từ những nhân chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Ví dụ như cái chương trình Fox News Will Kane đã ép DeSantis trả lời cái số phiếu bầu của em kém hơn trong những tuần trước. Đó là những gì mà thật sự chúng ta có thể đánh mùi được. Tôi còn thể đánh mùi được nữa mà. Trong khi đó, Ron DeSantis vẫn chưa đạt được sự tiến bộ trong cuộc thăm dò chống lại ông Trump. Cuộc thăm dò tháng 6 của 2023 tại Đại học Harvard cho thấy Trump dẫn DeSantis 67%. DeSantis đã giảm sau cuộc thăm dò tháng 5 khi thật sự ông Trump gia vào cuộc đua. Ngoài ra, ông Trump dẫn đầu vị trí hai con số tại một số của tiểu bang như Nam Carolina, New Hampshire, Wisconsin, New York và Iowa. Cho đến nay, hiệu suất chiến dịch kém cỏi của DeSantis đã khiến Murdoch tự hỏi liệu có thể có một sự trở lại vào thời điểm này không. Ông ta cũng thất vọng về mặt cá nhân và chiến lược trong cuộc chiến binh văn hóa của DeSantis. Chiến lược đã bị chỉ trích là quá trực đoan với kết nối cử tri trung bình. Theo hai con số nguồn tin, Murdoch đã tỏ ra khó chịu một cách riêng tư. Nói chung là ông đang giật dây. Và ông DeSantis từ từ rồi ông sẽ thức tỉnh và ông sẽ thấy cái đám này nó sẽ đạp ông xuống cái địa ngục, và cho ông biết rằng là sự nghiệp chính trị của ông chắc không gói gọn tại tiểu bang Florida thôi. Chấm hết giấc mơ làm tổng thống đi cưng. Chào tạm biệt.